Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cựu chiến binh Thanh Hóa. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung về hoạt động làm nhà tình nghĩa cho hội cựu chiến binh nghèo ở thị xã Nghi Sơn và gương cựu chiến binh Nguyễn Văn Hoàng, một người lính đã thành công trong làm giàu từ kinh doanh đá vật liệu xây dựng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chỉ mỗi hội viên tiết kiệm 2.000 đồng mỗi tháng vào quỹ nghĩa tình đồng đội, 2 năm qua, các cựu chiến binh thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa được hàng chục ngôi nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Mùa xuân này, với nhiều cựu chiến binh, cựu quân nhân càng ý nghĩa hơn khi được sống trong những ngôi nhà ấm tình đồng đội. Trở về từ cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, cựu chiến binh Kiều Văn Xuân ở phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn gặp nhiều khó khăn do bản thân hay đau ốm, lại đông con. Nhiều năm liền, 6 người sinh hoạt trong căn nhà cũ chưa đầy 30 m². Gia tài lớn nhất của vợ chồng anh là 4 đứa con chăm ngoan học giỏi. Cuối năm 2020, được sự hỗ trợ của hội cựu chiến binh thị xã cùng chính quyền các đoàn thể trên địa bàn phường, gia đình anh đã xây mới được căn nhà kiên cố trị giá gần 200 triệu đồng. Đoàn thể và nhất là hội cựu chiến binh đã chung tay hỗ trợ cho một khoản là 50 triệu để gia đình vay mượn thêm của bạn bè, anh em, bà con làm gian nhà, gian cửa, là một cái động lực thúc đẩy gia đình nuôi con ăn học trưởng thành và cố gắng thoát nghèo. Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có gần 12.500 hội viên cựu chiến binh, trong đó hiện vẫn còn trên 300 hội viên thuộc hộ nghèo. Từ năm 2017 đến nay, bằng cách vận động hội viên tiết kiệm 2.000 đồng mỗi tháng, hội đã hỗ trợ làm mới được 22 ngôi nhà, sửa chữa 30 nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 400 triệu đồng. Phong trào tiết kiệm ủng hộ xây dựng sửa chữa nhà nghĩa tình đồng đội của Hội Cựu Chiến binh thị xã Nghi Sơn không chỉ được đông đảo hội viên nhiệt tình hưởng ứng mà còn được các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn chung tay ủng hộ. Hội Cựu Chiến binh thị xã Nghi Sơn phấn đấu từ nay đến hết năm 2022 sẽ tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ xây mới sửa chữa để 100% hội viên có nhà kiên cố. Hội viên rất tích cực hưởng ứng cái phong trào này, vì cái này là rất bổ ích và để làm một cái động lực cho các cái hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, để người ta có cái động lực để người ta phát triển. Một mùa xuân mới đã về, trong những căn nhà mới được xây nên từ sự quan tâm chia sẻ của những người đồng đội, mỗi cựu chiến binh và những người thân trong gia đình đều cảm thấy ấm lòng và như được tiếp thêm động lực để tiếp tục nỗ lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Từ người lính xuất ngũ trở về địa phương với cuộc sống muôn vàn khó khăn thách thức, sau hơn 20 năm lập nghiệp đã có cơ ngơi hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 100 lao động với mức lương từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng. Đó là câu chuyện về ý chí và sự nỗ lực vươn lên không ngừng của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hoàng ở xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn. Năm 1982, ông Nguyễn Văn Hoàng ở xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn tham gia bộ đội hậu cần đóng quân ở Thường Tín, Hà Sơn Bình. Mặc dù chỉ có 4 năm trong quân ngũ, nhưng trong khoảng thời gian này, ông có cơ hội đi nhiều nơi trong nước, được học hỏi và tích lũy nhiều kinh nghiệm hữu ích, là nền tảng để ông trở về quê hương, tạo dựng nền kinh tế vững chắc cho gia đình. Sau khi về ở đây thì thực ra quê hương của tôi nó nghèo lắm. Nhưng mà sau khi mình ra thành phố Hà Nội, Hải Phòng rồi Sài Gòn tiếp cận thấy cuộc sống hơn hẳn ở mình. Và khi về thì cũng nuôi cái ý chí là làm kinh tế. Thì đầu tiên cũng hướng nghiệp từ nhỏ. Đầu tiên là đi buôn củi nhá. Rồi sau đi buôn bò. Đấy. Rồi sau đó nữa là bắt đầu đây làm nghề như là sản xuất vật liệu xây dựng. Và làm nghề làm tiếp. Làm nghề dựng gọi là ông Hoàng Gạch. Thì lúc đấy đang trẻ tuổi, sau đấy là làm tiếp nghề xây dựng, gọi là ông Hoàng Đường, làm đường xá cầu cống và buôn làm nghề buôn bán sắt, người ta gọi ông Hoàng Sắt. Đến bây giờ người ta gọi ông Hoàng Đá. Sau khi bươn trải qua nhiều nghề, ông Hoàng nhận thấy nhu cầu về vật liệu xây dựng trong đời sống của người dân lớn. Quê hương lại có nguồn tài nguyên là các núi đá vôi, nên ông quyết định dồn vốn để đầu tư sản xuất các loại đá hộc, đá dăm, đá mạt,
làm cốt liệu cho vật liệu xây dựng. Với cách làm khoa học, cẩn thận, uy tín, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng của ông Hoàng đã tạo dựng được lòng tin vững chắc đối với người tiêu dùng. Năm 2007, ông Hoàng thành lập công ty cổ phần Hoàng Trường. Nhờ sự mạnh dạn và luôn tiên phong đi đầu trong hoạt động hội nhập xuất khẩu, nên tên tuổi và sản phẩm của ông không chỉ được biết đến trong nước mà đã vươn ra một số nước trên thế giới. Trước đây vì dịch Covid, việc sản xuất vật liệu xây dựng ở đây nó khó khăn, đơn giá thấp, nguy cơ có thể là dẫn đến là doanh nghiệp là làm ăn thua lỗ, tôi tìm con đường là xuất khẩu. Thì cái này là nhờ APEC và WTO ra đời, cho nên thì mình lại được làm hội trưởng ở đấy, thì tìm mọi cách để đưa hòn đá này ra nước ngoài. Và hòn đá này hiện nay đã từng đi ra một số nước, đấy, sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Đấy, đá bây giờ bán bằng tấn, không phải bán bằng khối nữa. Không chỉ dừng lại ở nguồn đá xây dựng xuất khẩu, với bản tính trời sinh, nhiều đam mê và khát vọng làm giàu, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hoàng lại tiếp tục tìm hiểu các thông tin liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng, cách thức làm ra các nguồn vật liệu mới từ đá. Và sau nhiều năm nghiền ngẫm, đầu năm 2018, ông Hoàng quyết định nhập thêm máy móc để làm cát nhân tạo. Sau khi có những mối quan hệ với nước ngoài, thì mình cũng học hỏi thì thấy họ dùng bằng vật liệu xây dựng là môi trường sạch. Và hai nữa chất liệu tốt, thì là gạch không nung và đá. Coi như là cát xay ra đá, từ đá xay ra cát làm vật liệu thông thường thì thấy nó tốt hơn nhiều. Tôi về tôi quyết định đầu tư. Nhưng đến bây giờ thì khách hàng của tôi hơi lớn là vì sau khi người nước ngoài vào Việt Nam thì họ không sử dụng cát mình mà họ sử dụng bằng cát nhân tạo, tức là con người tạo ra. Thế nhất là qua máy móc tuyển dụng sạch sẽ và đảm bảo chất lượng họ mới mua. Còn cát kia họ cho không lấy. Cho nên là mình đang chiếm ưu thế. Hiện nay, công ty cổ phần Hoàng Trường của ông Nguyễn Văn Hoàng đã phát triển lớn mạnh với 3 cơ sở khai thác đá và một điểm tập kết đá xuất khẩu tại cảng Nghi Sơn. Công ty đã tạo công ăn việc làm thường xuyên với mức thu nhập ổn định từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng cho 10 cán bộ quản lý và hơn 80 lao động là công nhân tại các mỏ và bãi tập kết đá. Doanh thu mỗi năm của công ty đạt hàng trăm tỷ đồng. Đối với ông Hoàng, những thành công hiện nay của công ty là sự gắn kết và đóng góp công sức của các công nhân viên trong công ty. Chính vì vậy, ông luôn quan tâm đảm bảo đời sống ổn định cho họ. Nói chung là từ ngày tôi làm doanh nghiệp cũng có nhiều cái khó khăn, nhưng mà 80% thì cũng chưa nợ công nhân. Và cái việc quan tâm thì công ty tôi thì nó có nhiều cái phong trào hơn. Các ngày lễ, ngày Tết thì tặng quà, hoặc là giao lưu, hoặc khen thưởng. Thậm chí có thể đưa xe đi, các bạn đi du lịch như thế, đưa tâm hồn của người công nhân thoải mái. Thì từ cái người lính trở về địa phương ấy, thì đồng chí luôn phát huy được cái bản chất truyền thống của đội Cụ Hồ, khắc phục mọi khó khăn, mạnh dạn đầu tư trang thiết bị để xây dựng cái doanh nghiệp phát triển. Hàng năm thì cái doanh nghiệp đồng chí cũng là một cái doanh nghiệp dẫn đầu trong vấn đề là đảm bảo cái nghĩa vụ đối nhà nước và tham gia các phong trào ở địa phương. Đồng thời là hàng năm thì đồng chí doanh nghiệp đồng chí cũng là chi ra hàng 100 triệu đồng để mà xây nhà tình nghĩa cho hộ chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với niềm đam mê khát vọng làm giàu, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hoàng không những mang lại nguồn kinh tế vững chắc cho bản thân và gia đình mà còn góp phần khẳng định vai trò tích cực của đội ngũ cựu chiến binh, những người lính vừa dũng cảm kiên cường vừa năng động trên mặt trận kinh tế, dám khẳng định mình và tự tin vươn tầm ra quốc tế. Chuyên mục cựu chiến binh Thanh Hóa hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau.